franchising là nhượng quyền thương mại theo đó doanh nghiệp bán thương hiệu franchiser cho phép doanh nghiệp khác mua lại thương hiệu của mình franchisee đồng thời sử dụng sản xuất hay bán dịch vụ trên thương hiệu đó đổi lại doanh nghiệp mua thương hiệu phải trả cho bên bán một khoản phí sử dụng bản quyền hay chiết khấu phần trăm doanh thu trong khoảng thời gian nhất định do hai bên thỏa thuận thông thường các chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng nhân lực do bên mua thương hiệu đảm nhiệm và bên bán thương hiệu chỉ chuyển giao mô hình kinh doanh hỗ trợ về thương hiệu quảng bá bên nhượng quyền phải đảm bảo cung cấp đúng đầy đủ và hỗ trợ tốt nhất bên nhận nhượng quyền ngược lại bên nhận nhượng quyền phải đảm bảo thực hiện đúng khuôn mẫu cách thức kinh doanh quy trình kinh doanh của bên nhượng quyền cung cấp